Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích về một trận đại chiến rất hay, đỉnh cao đánh trong giải cờ tướng Hàn Tín Bôi năm 2013, trận tranh hùng của hai tay cờ rất mạnh. Bên đỏ đi tiên là danh thủ số 1 của kỳ đài Việt Nam, Nam Vương Công Tử Đại Lý Huynh và người cầm bên đen là chiến thần vương thứ nhất của kỳ đài Trung Quốc. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Trong màn đấu trên, lợi thế cầm bên đỏ đi tiên thì danh thủ Đại Lý Huynh lập tức triển khai đường hướng tấn công bằng phân cờ chuyển pháo đầu ngay. Pháo 2 bình 5 để tấn công trục lộ. Bên đen vương cho phát triển mã. Mã 2 tiến 3. Xe 9 bình 8 và tiếp theo cho thực chiến của trận cờ, lựa chọn đến từ bên tiên là phân cờ khởi mã đường biên, ngoài ra còn 3 bình 9 khác cũng rất mạnh là phân cờ phát triển bình 3, đường hướng bình 7. Và hệ thống cờ xe 1 bình 2, các bạn sẽ cùng đón xem đường hướng trong thực chiến đến từ anh Huynh. Bên đen bình 7 tiến 1 và bên đỏ tiếp theo cho chạy ngũ lục pháo ngay. Không đi đường cờ xe 1 bình 2. Bên đen vương cho phát triển hệ thống bình phong mã. Ngoài bên trên thì bên đen có tình huống khác là phân cờ chạy con pháo 2 bình 4. Đây cũng được coi là biến khá hay. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến. Lựa chọn đến từ bên đen của ngoại tinh đế khách là phân cờ phát triển mã ngay. Mã 2 tiến 3 hình thành bình phong mã. Xe 9 bình 8. Bên đen xe 1 bình 2. Xe 1 bình 2. Tiến vào phong xa và tiếp theo là phân cờ xe 2 tiến 4 ngay. Ngoài bên trên thì bên đỏ có thể nhấc con xe 2 tiến 6 ngay. Ở khi đó bên đen có thể phát triển mã qua. Xe 2 tiến 1 có thể lập tức dùng con mã 6 tiến 7 để chém tốt, về sau có tương lai chém vào pháo đầu của bên tiên. Trong thực chiến của trận cờ, các bạn sẽ cùng đón xem lựa chọn đến từ bên tiên của anh Huynh là phân cờ xe 2 tiến 4 ngay. Bên đen vương bình pháo qua biên mời đầu xe. Và tiếp theo cho thực chiến của trận cờ là chọn đến từ bên tiên anh Huynh là phân cờ chạy xe bình 4 ngay, anh không đấu xe trong bối cảnh trên. Các bạn thấy đấu như vậy thì hai bên rất cân bằng. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến. Xe 2 bình 4 tránh đi. Bên đen vương trò tiến xe qua nhóm tốt độ 3. Binh 9 tiến 1, tiến tốt để mở đường cho xe 4 bình 8. Trong thực chiến của trận cờ thì bên đen của vương quyết định phân cờ bình xe để chém tốt ngay. Ngoài bên trên thì bên đen còn tình huống khác là phân cờ pháo 2 thoái 2 về có phần tốt hơn để tránh tình huống bên đỏ cầm xe bình qua đường 8. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến. Bên đen bình xe chém tốt và bên đỏ của anh Huynh được có thời cơ tách con xe 4 bình 8 ngay. Đang bắt pháo và mời đầu xe. Hai bên đấu xe. Tiếp theo là phần cờ vật pháo vào đầu. Mã 3 tiến 5. Xe 7 bình 5 và phần cờ phát triển mã ngay. Rất hay để tranh tiên. Đang bắt xe. Bên đen vương cho thoái xe về và bên đỏ ánh huynh cho phát triển mã ngay để tạo hình tấn công tương đối mạnh. Xị 6 tiến 5. Tiếp theo cho thực chiến của trận cờ lựa chọn đến từ bên tiên là phần cờ nhấc xị qua. Ngoài bên trên thì bên đỏ có thể chiếu mã ngay. Ép bên đen chạy tướng qua. Ở tiến xe qua thì có thể lập tức bình con xe qua đường 4 ngay. Bình xe chiếu thì bay mã qua che đường. Đánh tiếp thì bên đỏ sẽ phải nhấc xị qua. Pháo 9 thoái 1 đuổi mã đi. Vì sau hình cờ hai bên vẫn là khá cân.
Chúng ta sẽ cùng xem thêm trong bối cảnh trên mà bên đỏ sai lầm cầm pháo bình qua thì sao. Khi đó sẽ không được bởi bên đen thì có tình huống cơ tách con pháo chỉ binh 6 ngay để đuổi quân, ép buộc bên tiên phải chạy xa đi, khi đó là mất cây ngay. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến đến từ bên tiên của danh thủ Lại Liễu Huynh. Anh không cho phương án cờ thả mã chiếu mà lập tức cho nhấc sĩ trước. Bên đen vương tiếp theo thì có hai biến để phòng thủ, một là phương cờ pháo chỉ thế một, đây là biến hóa trong chính cục, hai có thể tách con xem là mình muốn qua, đây cũng là biến hóa khá hay. Khi đó mà bên tiên có cầm pháo chạy qua đường 3 để bắt mã thì sao, bên đen hoàn toàn có thể bay con mã qua để tạo ra trạng thái tranh công. Pháo vật tượng thì có thể pháo chỉ thế 4 ngay để quật lại tốt đường biên. Một hình cờ đối công phức tạp dành cho cả đôi bên. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến lựa chọn đến từ bên đen của vương là phần cờ pháo chỉnh thế một về. Bên đỏ bình pháo qua bắt mã, bên đen khởi mã qua và bên tiên có thể cờ dùng pháo vật tượng ngay. Con pháo lộ chín của bên đen đến từ nguyễn tin khách tạm thời chưa thể công phá ngay. Hình cờ của bên đỏ không thể quật qua đường thoát biên bởi các bạn thấy ngay đang trông coi điểm mã, đe dọa chiếm ngoại tào. Binh 7 tiến 1. Bên tiên cho tiến xe qua nhòm tốt và bên đen lập tức cho bay mã qua để chay đường xe. Ngoài bên đó thì bên đen có thể thoái con mã về, vẫn là biến hóa khá hay khi có thể phòng thủ điểm tốt 7 của bên mình, đồng thời ngăn đường pháo 3 thoái 1 đến từ bên tiên. Mặc dù như vậy thì bên tiên của mình vẫn có thể tung chiêu bằng phần cờ pháo 3 thoái 1 phế pháo để tấn công. Mã 4 tiến 3 thì có thời cơ nhảy mã chiếm ngoại tào, ép bên đen phải bình tướng có lộ 6 và bình xe qua lộ 3, chém tốt, bắt mã. Bên đen thoát mã đi thì bên tiên sẽ là tình huống cờ đâm xe chiếu, ép bên đen phải chạy tới tầng 2, thông qua đó thọc con pháo tại sĩ xuống để tấn công. Một hình cờ cũng khá hay, tuy nhiên về sau vẫn là trạng thái khá cân bằng. Mã 8 thoái 9 thì xe bạc thoái 1, trừ tướng bắt mã. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến. Lựa chọn đến từ bên đen của vương là phấn cờ mã 8 tiến 6 ngay. Anh Huynh cho thu pháo về, che đường để mượn đường công. Bên đen vương bình sẽ bắt pháo và bên đỏ lập tức cho bình con pháo qua lộ 4 ngay để mượn đường tấn công. Ngoài bên trên bên đỏ chiếu mã ngay thì sao? Khi đó các bạn thấy ngay là bên đen sẽ phải chạy tướng qua. Bên tiên đi tiếp bằng phần cờ bình pháo chiếu thì bên đen sẽ là tình huống cờ nhấc sĩ qua. Khi đó bên đỏ có thể đi tiếp bằng phần cờ bình xe bắt sĩ. Có 3 biến chính dành cho bên đen tiếp theo. Phương án minh ổn nhất là hệ thống cờ sĩ 4 tiến 5. Khi đó bên đỏ có thể tách pháo đi để tránh đòn. Hình cờ các bạn thấy vẫn rất phức tạp và biến hóa. Bên đen vẫn hoàn toàn có thể phòng thủ được trong bối cảnh trên. Trong một hình cờ khác mà bên đen sai lầm cầm xe chém pháo thì sao? Đây sẽ là biến hóa không hay, bởi đánh như vậy thì bên đỏ có tình huống cờ dùng xe để chém sĩ ngay. Ép bên đen phải chạy tới tầng 2 và thu con xe về bắt mã, vừa đe dọa bắt mã vừa đe dọa đánh sĩ. Ở xe 7 thoái 1 thì xe chém mã thôi, một đình công mà bên đỏ tương đối mạnh. Trong biến hóa trên mà bên đen sai lầm cho thoát mã thì sao? Khi đó rõ ràng là không được bởi bên tiên thì có tình huống cờ tiến con xe 6 tiến 1 ngay để chiếu tướng và ăn xe. Đánh như vậy thì bên đen sẽ thua nhanh. Trong một hình cờ khác các bạn sẽ cùng đón xem. Trong bối cảnh trên khi mà bên đỏ bình xe qua đường 6 mà bên đen cầm con pháo 9 bình 3 bắt mã hay sao? Khi đó bên đỏ có tình huống cờ tấn công ngay bằng phần cờ tiến chiếu. Các bạn thấy ngay và vượt qua pháo thôi. Một hình cờ mà bên đen rất khó chơi. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến lựa chọn đến từ bên đỏ của danh thủ Lại Liễu Huynh là phần cờ bình pháo qua trước, chạy qua lộ tứ đe dọa thất cục. Rõ ràng là bên đen sẽ không thể dùng xe chém pháo được, bởi đi như vậy là thua ngay. Trong thực chiến của trần cờ lựa chọn đến từ bên đen là phần cờ vách xích qua để dùng con pháo lộ 9 để phòng thủ. Bên tiên anh Huynh cầm con pháo 3 bình 8, bên đen vương cho xe 7 thoái 3 về, thoái xe để phòng thủ ngay. Vật qua. Bên đen vương xe 7 bình 9 bắt lại pháo. Và sau vị cửa trên các bạn thấy là đường tấn công đến từ bên đỏ không còn quá mạnh như trước.
Vương phòng thủ rất hay trong bản đồ trên. Tiếp theo thì bên đỏ của danh thủ Lê Huynh cầm xe bình qua lộ 7 ngay. Ngoài bên trên mà bên đỏ cầm pháo vật sĩ thì sao? Khi đó sẽ không hay bởi bên em sẽ có tình huống cờ tách con xe chiến binh 2 ngay để cô lập hệ thống xe mã của bên tiên. Một hình cờ mà bên đỏ sẽ khó đi về sau. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến. Bình xe qua đường 7. Bên đen mã 3 thoái 1. Hai bên đấu mã ngay. Và sau khi đấu mã như vậy, hai bên hình cờ rất là cân bằng. Tượng 3 tiến 1 bắt tốt. Bay mã qua. Bình vào chiếu. Tượng 3 tiến 5. Và sau vị cờ trên, các bạn thấy hình cờ hai bên rất cân bằng. Kênh sẽ cùng các bạn xem nhanh những bên còn lại của trận cờ. Và sau phần cờ C3 thoái 2 đến từ bên đen của danh thủ số 1 Trung Quốc thì trong thực chiến của trận cờ bên đỏ Anh Huynh lập tức cầm con pháo vật tốt đầu ngay. Ngoài bên trên muốn chơi tranh công nhiều hơn thì bên đỏ có thể tiến thốt biên. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến đến từ danh thủ Đại Lý Huynh. Anh cầm pháo vật tốt đầu và bên đen cho thoái mã về để chém pháo ngay. Sau vị cờ trên thì hai bên đồng ý ký hoa. Bởi các bạn thấy ngay đánh tiếp bên tiên sẽ cầm sen mã. Hình cờ hai bên là rất cân bằng. Như vậy kênh học của Tướng Lai vừa gửi tới các bạn bài phân tích và bình luận về bản đồ trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.